Chào mừng bạn đến kênh YouTube của mình. Mình là Phú, sáng lập của Aventel. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu bạn dây đồng hồ Aventel. Bạn có thích đồng hồ không? Mình thì rất thích đồng hồ, chúng rất đẹp và cầu kỳ. Cái mình không thích là có một cục kim loại vòng quanh cổ tay mình như thế này. Trong mùa đông, kim loại lạnh đi và truyền hơi lạnh vào da tay bạn. Trong mùa hè, kim loại chặn mồ hôi tay bay hơi và đốt nóng cổ tay bạn. Đó là lý do chúng ta có dây đồng hồ NATO và Bun. Với dây đồng hồ này, da bạn không phải chạm vào kim loại, cho nên nó cực kỳ dễ chịu. Bạn có thể mang đồng hồ này cả ngày mà không hề nhớ là bạn có nó, nhưng mang một cái dây nylon này ngày này qua ngày khác thì thật là chán. Nó trông như là mặc đồ Giáng sinh cả năm mà không sót ngày nào vậy. Dây Bun thì lại có một vấn đề khác là nó quá cồng kềnh. Ước gì có một cái dây đồng hồ vừa mỏng, vừa nhẹ, vừa là bằng da, có phải thật sướng không? Và thế là dây đồng hồ Aventel ra đời. Dây được làm bằng da bò thuộc thảo mộc nguyên bề mặt nên nó có một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa tinh tế. Lớp bên trong bằng da heo nguyên tấm. Đó là thứ duy nhất được chạm vào cổ tay bạn, cho nên nó cực kỳ thoải mái. Còn đây nữa, khóa bằng thép không rỉ, chỉ khâu bằng tay, sơn cạnh hai lớp. Cái dây này được làm để sống lâu lên lão làng đấy. Với dây NATO, thường là dây sẽ bị khóa dài và bạn sẽ phải gập dây lại như thế này. Với dây nylon thì sẽ không bị sao, còn dây da thì không chịu được vì nó dày hơn. Với dây Aventel, bạn sẽ không phải gặp vấn đề đó vì dây sẽ được làm theo kích thước cổ tay bạn, cho nên nó sẽ vừa như găng tay. Dây đồng hồ Aventel có hàng trăm lựa chọn để bạn lựa chọn. Link ở dưới description. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn vào video sau.